bạn ơi, mình sẽ nghe và lặp lại 3 lần nhé. Lần 1 chúng ta tập trung im lặng nghe thật kỹ. Unit 1. Family. Lesson 3. A. Listen and point. Repeat. 1. Brother. Two. Sister. Chúng ta lặp lại lần hai nhé. Nhớ là nghe xong rồi mới nói. Các bạn cố gắng bắt chước càng giống càng tốt. Repeat. One. Brother. Two. Sister. Chúng ta sẽ bắt chước nói y hệt những gì mình nghe ở lần cuối này nhé. Nếu cảm thấy chưa được, các bạn nên dừng lại, lùi clip để đọc lại một lần nữa. Repeat. One. Brother. Two. Sister. Các bạn mở sách ra, nghe kỹ và lặp lại 3 lần nhé. Các bạn sẽ thấy có ngón tay chỉ dẫn trên màn hình. Các bạn nhớ lấy ngón tay chỉ vào tranh khi nghe và nói nha. Chúng ta bắt đầu nào. B. 1. Listen and point. This is my family. 1. This is my father. 2. This is my mother. 3. This is my sister. 4. This is my brother. Các bạn đọc lần hai. Cố gắng đọc theo thật giống nha. This is my family. 1. This is my father. 2. This is my mother. 3. This is my sister. 4. This is my brother. Các bạn đọc lần 3. Vừa đọc vừa lấy ngón tay chỉ vào hình như hướng dẫn nhé. This is my family. 1. This is my father. 2. This is my mother. 3. This is my sister. 4. This is my brother. Các bạn chuẩn bị nghe một câu chuyện. Lần 1, mình chỉ tập trung im lặng để nghe. Lần 2, mình sẽ vừa nghe vừa đọc theo, vừa nhìn chữ. Lần 3 mình sẽ lặp lại từng câu 3 lần nhé. Chúng ta bắt đầu nào. D. 1. Listen to the story. Hello, Vin. Hello, Miss Betty. Hi, Vin.
My name's Bobby. Nice to meet you. Hi, Bobby. Nice to meet you too. Lần hai, mình sẽ vừa nghe vừa đọc theo, vừa nhìn chữ. Hello, Vin. Hello, Miss Betty. Hi, Vin. My name's Bobby. Nice to meet you. Hi, Bobby. Nice to meet you too. Lần ba mình sẽ lặp lại từng câu ba lần nhé. Hello, Vin. Hello, Miss Betty. Hi, Vin. My name's Bobby. Nice to meet you. Hi, Bobby. Nice to meet you too. Các bạn đọc lần hai. Cố gắng đọc theo thật giống nha. Hello, Vin. Hello, Miss Betty. Hi, Vin. My name's Bobby. Nice to meet you. Hi, Bobby. Nice to meet you too. Chúng ta sẽ bắt chước nói y hệt những gì mình nghe ở lần cuối này nhé. Nếu cảm thấy chưa được, các bạn nên dừng lại, lùi clip để đọc lại một lần nữa. Hello, Vin. Hello, Miss Betty. Hi, Vin. My name's Bobby. Nice to meet you. Hi, Bobby. Nice to meet you too. Các bạn ơi, mình tập hát nhé. Mình phải cố gắng hát cho thật giống với bài học nhé. Hi, hi, I'm Jiho. Hi, hi, I'm Pomi. Goodbye, Jiho, bye, bye. Goodbye, Pomi, bye, bye. Let's sing. Hi, hi, I'm Jiho. Hi, hi, I'm Pomi. Goodbye, Jiho, bye, bye. Goodbye, Pomi, bye, bye. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn học rất ngoan. Các bạn nhớ mở sách làm bài tập của ngày hôm nay nhé. Chúc các bạn học tốt và thích môn tiếng Anh. Bye bye. Goodbye. Goodbye everybody. See you next time.